Xin chào tất cả anh em, Tá Bóng TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Màn soi kèo tiếp theo của ngày hôm nay là trận đấu giữa Bahia và Cruzeiro trong khuôn khổ vòng đấu thứ 10 của giải vô địch quốc gia Brazil Serie A diễn ra vào lúc 4:30 Chủ nhật ngày 11 tháng 6 trên sân vận động Arena Fonte Nova. Bahia đang trong giai đoạn khởi đầu mùa giải vô cùng khó khăn khi tạm thời xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng một điểm mà thôi. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này không có nổi một chiến thắng nào, chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm và để thua tới 3 lần. Nhìn rộng ra hơn, đoàn quân của huấn luyện viên Renato Paiva mới chỉ có được 2 trận thắng, 2 trận hòa và 5 trận thua sau 9 lần ra sân. Hàng công kém duyên của Mayor Donaldeste mới chỉ ghi được 9 bàn thắng nhưng đã để thùng lưới tới 14 lần. Cầu thủ ấn tượng nhất bên phía Tricolor chắc chắn là tiền đạo Tassiano, người đã sở hữu 1 bàn thắng và 3 kiến tạo. Ngoài ra, khán giả có thể đặt niềm tin vào những cái tên Iver Rando và Gabriel Teixeira với 2 lần lập công. Nếu không cải thiện màn trình diễn của mình, rất có thể đội bóng này sẽ rơi xuống Serie B ở mùa giải sau. Nhìn sang phía bên kia, Cruzeiro đang có phong độ tương đối ổn đối với một đội bóng tầm trung ở giai đoạn đầu của mùa giải. Cụ thể, họ đã có 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 lần thất bại sau 9 lần ra sân. Kết quả này đưa đội bóng áo xanh leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Thế nhưng, phong độ gần đây của các vị khách là tương đối báo động khi chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận vừa qua. Đoàn quân của huấn luyện viên Pepa đã có 12 lần nổ súng, nhưng hàng thủ lại đang là điểm yếu với 8 bàn thủng lưới. Dẫn đầu danh sách ghi bàn của họ là Gilberto với 3 bàn thắng được ghi tại mùa giải năm nay. Xem ngay phía sau chính là cái tên Bruno Rodriguez với 2 lần lập công và 2 lần châm ngòi cho các đồng đội. Ngoài ra, Machado vẫn đang chứng tỏ vai trò nhạc trưởng của mình khi đã có 3 lần dọn cỗ cho các đồng đội. Khá bất ngờ khi mức chấp nhà cái đưa ra là Bahia trừ 0.25 khi Cruzeiro mới đang là đội sở hữu nhân sự và phong độ nhỉnh hơn ở mùa giải này. Đối với kèo tài xỉu, nhà cái đưa ra tỷ lệ 2.25. Khán giả có thể mong chờ vào một cơn mưa bàn thắng khi Gilberto và các đồng đội chỉ phải đối đầu với hàng thủ chệch choạc của đội chủ nhà. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào 2 trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tá Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.